Hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một cái cấu hình karaoke. Mà các bác nào mà chưa có điều kiện thì các bác nên làm một cái bộ này. Thì chơi cái giải bát của loa xuống rất là sâu, không cần phải súp luôn anh em nhé. Với vòng từ 30 vuông quay lại thì quá là ok rồi. Thì nó sử dụng cho mình là một đôi loa 30 Timo Pro, một dòng thương hiệu của Pháp, quá quen thuộc với tất cả các bác rồi. Và cái chủ đạo vẫn là gì ạ? Đẩy công suất GM, vang X5 và micro không dây, tay da cá rất là đẹp. Loa này thì em đã test rất là kỹ cho anh em những cái bản test trước rồi, là chơi riêng karaoke với cái nhạc thì chơi rất là uy lực, không cần phải súp. Thì bây giờ sẽ test qua các bác nghe cái giọng chất âm của nó nhé. Tổng của dàn này nó là 17 triệu đồng, bao cước vận chuyển và đầy đủ tất cả dây rắc cho tất cả các bác rồi. Tặng cho các bác một cái điều khiển X5 các bác nhé. Đấy, và hàng này bảo hành cho tất cả các bác là 6 tháng. Loa thì quá là đẹp rồi anh em nhé. Đấy, loa liếc quá là đẹp rồi, bây giờ sẽ hát qua cho anh em nghe. Em được vào dù tình xót xa, chung thân huyền đào, ngủ vùi với chim bao, đội niềm mắt xanh xao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa, gõ cửa trái tim, sao em đừng hờ. Dù hồn tái tê năm cánh thần thơ, thật lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ trong anh nhốt em trong đời chờ. Liên 456 457 890 456 456. Nghe qua chất âm của cái bộ đàn này thì đương nhiên khi sử dụng cho mình đó là loa bát 30, bát sâu uy lực, và cái chép khi các bác hát các bác nghe so với những cái bộ đàn rẻ tiền hơn một chút thì cái tiếng mic nó sẽ bay hơn, nó bay hơn, và khi các bác hát nó nhẹ và cái echo và reverb đó, nó mềm mại, các bác nghe nó rất là chi tiết, rất là rõ rồi. Cái giải chép nó bay hơn, nhẹ hơn thì khi các bác hát thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Khi các bác hát gọi là nịnh giọng ấy, khi hát thì nó rất là nịnh giọng nên nó đỡ mệt cho tất cả các bác. Đấy, bộ dàn này chỉ có 17 triệu đồng thôi. Các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ với Ankin Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.